Vì sao gọi là Pháp Dũng Mãn Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này, tướng của tất cả Pháp đều biến mất và viên mãn hoàn toàn đối với giáo Pháp của Phật, nên gọi là Pháp Dũng Mãn Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Phiêu Tán Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này có thể làm cho các định tan tác các Pháp, nên gọi là Phiêu Tán Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Phân Biệt Pháp Cú Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này có thể phân biệt Pháp Cú các định một cách khéo léo, nên gọi là Phân Biệt Pháp Cú Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Bình Đẳng Tự Tướng Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này sẽ được các đẳng trì rất ưa thích, tự tướng bình đẳng nên gọi là Bình Đẳng Tự Tướng Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Ly Văn Tự Tướng Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này không được các đẳng trì ưa thích tướng văn tự nên gọi là Ly Văn Tự Tướng Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Đoạn Sở Duyên Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này sẽ chấm dứt tướng cảnh sở duyên của các đẳng trì nên gọi là Vô Biến Dị Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Vô Biến Dị Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này không chứng được tướng biến dị của các Pháp nên gọi là Vô Biến Dị Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Vô Phẩm Loại Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này không đạt được tướng phẩm loại riêng của các Pháp nên gọi là Vô Phẩm Loại Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Nhập Danh Tướng Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này sẽ ngộ nhập danh tướng sai khác của các Pháp nên gọi là Nhập Danh Tướng Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Vô Tướng Hành Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này đối với tướng các định đều không thấy chứng đắc nên gọi là Vô Tướng Hành Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Ly Ế Ám Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này có thể loại trừ sự tối tăm của các định nên gọi là Ly Ế Ám Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Cụ Hành Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này sẽ thấy đủ các hành tướng sai khác của các đẳng trì nên gọi là Cụ Hành Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Bất Biến Động Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này không thấy sự biến động của các đẳng trì nên gọi là Bất Biến Động Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Độ Cảnh Giới Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này sẽ vượt qua tướng cảnh sở duyên của các đẳng trì nên gọi là Độ Cảnh Giới Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Ly Tập Chúng Đức Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này đối với tất cả Pháp và tất cả định chẳng đạt được tướng nhóm, vì tất cả Pháp không thể nhóm nên gọi là Ly Tập Chúng Đức Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Quyết Định Trụ Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này tùy quyết định trụ các định nhưng biết tướng và cảnh định ấy không thể nắm bắt nên gọi là Quyết Định Trụ Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Tịnh Diệu Hoa Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này làm cho các đẳng trì đều được thanh tịnh trang nghiêm nhưng lộng lẫy như diệu hoa nên gọi là Tịnh Diệu Hoa Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Cụ Giác Chi Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này thì tu bảy giác chi mau được viên mãn nên gọi là Cụ Giác Chi Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Vô Biên Biện Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này sẽ đạt được biện tài vô biên đối với các Pháp nên gọi là Vô Biên Biện Tam Ma Địa. Vì sao gọi là Vô Đẳng Đẳng Tam Ma Địa? Vì khi trụ Tam Ma Địa này sẽ được tánh vô đẳng đẳng của các đẳng trì nên gọi là Vô Đẳng Đẳng Tam Ma Địa. Hết quyển thứ 488.